điện. À ra, à ra, con nhiều khỏe chưa? Chào mọi người, chào anh em đam mê nhé. Hôm nay mình và anh Quang lại lên dòng sông khu vực gần đầu nguồn mọi người ạ. Nó trời nó đổ mưa xuống nó đục về, mình đánh đáy này này. Đánh đáy này đi săn cá lăng, cá leo và cá ngạnh trắng mọi người nhé. Bây giờ anh em vừa đến tới nơi và chuẩn bị ra cần. Ra cần xong và chờ đợi thôi. Đánh khu vực này thì mình tránh cái cá rô ấy mọi người ạ, nên là đánh sâu. Chờ đợi cá to ăn thôi mọi người nhé. Đây, hôm nay mình có một chút mồi mối nữa để đánh cá ngạnh, hôm nay nhóng bắt rồi. Nhìn mọi người cầm mỗi cần thử đánh xem mối có hiệu quả không mọi người ạ. Đó, mồi có con mối mọi người. Móc 4-5 con vào, ném xuống như vào cá ngạnh được, anh em cứ lấy mối mà câu cá da trơn nhá. Đó, câu cá ngạnh, cá leo này, cá nheo ấy mọi người, cá nheo và cá lăng. Ở hồ mình đây thì có cá lăng chấm, hôm mình có góc bờ bên kia kìa. Có được một con rồi, nên là giờ hôm nay em đánh trên này một chút xem thế nào. Ok nhá, bây giờ mình ra cần nhá. Mình và ông anh này xuống cần dọc dọc đây mọi người nhá. Mình đánh 3 cây, ông anh đánh chắc 4-5 cây đấy. Mới lên được con cá ngạnh rồi mọi người ạ. Hy vọng là bắt được cá lăng chấm á. Đánh cái mồi mình hy vọng nó có, nó hút ngay gặp. Nói chung là anh em cứ xả ra ngoài này này. Đây người ta đánh nhiều bắt quái mọi người ạ. Đây, quay mọi người nhá. Đó, bắt quái dày lắm mọi người ạ. Ném nó xa mình đang sợ mắc vào bắt quái này. Xa phía ngoài kia kìa. Các cái phao bằng cái lọ với cái can mọi người thấy nổi nổi ra bắt quái không ấy. Chiều chiều người ta răng lưới dọc như này mọi người này. Thôi giờ anh em cứ tiếp tục chờ đợi thôi, xem thế nào. Ủa đây một cua cá này, không thấy giật mọi người ạ. Nhỏ, không biết giật một cái dây gì. Ngạnh bé nhá. Lý thật. Đấy, ngạnh nhỏ lắm mọi người ạ. Chờ mình không bật máy. Mưa xuống nắng này. Đấy, cái chỗ đấy đang cầu mối là nó có hiệu quả hơn. Cầu run thì ném ra xa rồi. Chỗ đây mình có cái lưới này, đánh mối nó có mắc. Ba cây đây. Mưa sóng ít thấy giật nhỉ. Giật mọi người này. Run khó mắc lắm. Đúng không?
chắc lẽ không dính, chắc cá bé. Đấy, liệng liệng. À ra, à ra, con nhung khỏe nhá. Ôi giời ơi anh ơi, đúng là thật ra nó kéo đấy mọi người này. Cá mường thế này thì mà anh được con to thế này. Lạ, cá ngạnh lên mặt nước còn thấy rúi. Bé này không biết luôn mọi người này. Mạnh giống anh ạ. Mấy con thứ 7 con 2 con 3 con. Vườn nhà nhá. 2 3 con ông mẹ. À giờ mới vào. Thế là vào muộn. Còn cá nhỏ này anh em này. Chục con chưa? Chục rồi đó. Ăn giật dìu cái là thấy đứng im. Đang còn mà. Đang còn nhúi mà. Cá ngạnh nhỏ thôi. Nhỏ lắm. Chống thì nói làm gì. Có hình như vẫn có anh chị. Khá nặng đấy nhỉ. Đấy to chứ con à. Cầm đấy lên là còn tạm được nhỉ. Bây giờ mưa mới tạnh xong anh em ạ. Mọi người mưa to mới tạnh xong. Anh em mình có được thêm một người một vài con cá ngạnh. Mưa xuống cái cá nó lại dừng, nó ăn kém lại mọi người. Chờ lúc nữa xem thế nào nhá. Mình vừa chuyển xuống điểm dưới, cái vó bè dưới đây cho mọi người ạ. Ngồi trên kia cũng có mà nó nhiều cá ngạnh nhỏ. Anh em chuyển xuống đây xem có được con to nào không. Anh thả đuôi đuôi mình thả kia phía đầu. Đây nó sâu để mình thả cắm thẳng đây mọi người. Câu bằng con mồi mối đấy cho nó dễ. Hy vọng đây có cá to nhé. Đấy mình có cây này, có câu ăn, có cá ăn này. Đó, đang nhúi mọi người ạ. Ui. Trời cho hai lưỡi mày, lưỡi cũng ngạnh, lưỡi vô người vô mồm đúng chịu luôn. Không có cửa sổ luôn. Vô ẩm sổ. Đó chạy thấy lăng lăng gió mạnh. Biển nó trôi dài lắm không? Chắc không trôi nữa. Mắc cái chi? Đang ong mà không thích ăn. Đẹp quá rồi. Cá nó ăn luôn vô chơi nhỉ? Có bắt quái chăng ạ? Cá nó ăn luôn vô. Vẫn ăn nhẹ tao thấy chứ. Ăn mà đã mắc mồm thì cũng phải nhúi đầu cả.
giật lại mà nó không hết. Dạ thật. Sao là ngại nhất nhỏ nhỉ? Mình ngồi đây vỗ bè nó chuyển động quá mọi người ạ, nên là cá ăn hơi chậm. Anh được con này, con thứ hai ngoài đây mọi người này. Mình được hai con cũng bé bé vậy. Cá này nó không to. Nó từ trong tít trong bờ trong này mọi người này. Đây này. Bờ tít trong xa này này. Nó bị gió nó đẩy gần ngang sông này mà mình tính câu dập rồi. Nó đưa đúng là hơn nửa sông. Nó lại đưa ra mạnh này. Bực thật. Hiệu quả nó không thể cao được. Anh em mình ngồi trên thế trên kia, cái vó bè nó trôi quá mọi người, lại xuống vó bè dưới. Anh em vừa lại câu xong rồi. Để chờ đợi xem thế nào đấy. Cây này của mình là loại ăn này này. Đó. Đúng là cái rừng cái buồn thật. Một lứa này. Cứ một lứa thế này nhỉ. Trời sắp tối mọi người ạ. Anh em mình cũng rất đen luôn. Ngồi cái vó bè trên thì nó bị trôi, xuống cái vó bè dưới thì lại họ lại chuyển đi mất. Chạy đi chạy lại hết cả thời gian này. Xuống đây ngồi thêm đến 30 phút để xem thế nào anh em nhé. Hy vọng như đây có được con cá to to nào không. Có cá to thì mình sẽ quay lại cho mọi người, không thì thôi mọi người nhé. Trời tối rồi anh em ạ. Mọi người tối rồi mình dọn cần thôi. Xuống điểm này thì không có. Mình được có một con thôi, lồng cá bé lắm mọi người. Hôm nay đi thì khu vực này nó nhỏ. Toàn cá ngạnh nhỏ thôi mọi người. Đây mọi người, chắc là được hơn chục con gì đấy. Cá bé thôi, cá ngạnh nhỏ thôi, không to nên là nó ít mọi người ạ. Thôi mình kết thúc buổi câu hôm nay đây nhá. Chào mọi người nhá. Chào tất cả anh em nhé.